Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học đến đoạn thứ 32 của Chứng Đầu Ca. Mình chép đoạn 32 lên cho các vị ghi vô tập trước. Chúng ta chép đoạn 32. Mình chép bản dịch trước. Nổi pháp lôi đánh pháp cổ, bủa mây từ hề rưới cam lộ. Thưa các vị, là mình đọc để các vị dò theo có câu nào sai á, các vị chép lại. Còn hai câu nữa mới hết cái đoạn 32 này. Nổi pháp lôi đánh pháp cổ, bủa mây từ hề rưới cam lộ. Voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Đây là một đoạn. Tuy nhiên cái đoạn này thì nó luôn cả phần dưới mới hết ý, cho nên mình chép luôn thôi. Cỏ phì nhị đơm rồng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nếm biết. Một tánh viên thông muôn tánh hệt, một pháp bao gồm muôn pháp hết. Một trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp. Rồi hai câu cuối là chư pháp thân Phật vào tánh ta, tánh ta cùng với Như Lai hiệp. Đó là hết hai đoạn. Mình đọc lại. Nổi pháp lôi đánh pháp cổ, bủa mây từ hề dưới cam lộ. Voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Cỏ phì nhị đơm rồng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nếm biết. Một tánh viên thông muôn tánh hệt, một pháp bao gồm muôn pháp hết. Một trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp. Hai câu cuối là chư pháp thân Phật vào tánh ta. Chép luôn đây ha. Chư pháp thân Phật vào tánh ta. Rồi tánh ta cùng với Như Lai hiệp. Đó là nguyên một đoạn 32. Ở đây có mấy cái từ hơi khó hiểu cho các vị. Từ gì khó hiểu? Pháp lôi các vị biết rồi chứ hả? Pháp lôi. Ok. Rồi, ghi đi. Quá ra học trò này siêng quá, ghi đàng hoàng. Có điều không có học thuộc lòng thôi. Hả? Có à? Cuối năm học xong tôi có một buổi kiểm tra bài và cho thưởng và ưng thưởng chi, kiếm món quà gì quý giá thưởng cho các vị học trò giỏi ha. Mình đọc lại để cho các vị có chữ nào sai ghi nghe. Nổi pháp lôi đánh pháp cổ, bủa mây từ hề lưới cam lộ. Voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Cỏ phì nhĩ đơm rồng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nếm biết. Một tánh viên thông muôn tánh hệt, một pháp bao gồm muôn pháp hết. Một trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp. Chư pháp thân Phật vào tánh ta,
tánh ta cùng với Như Lai hiện. Này quý vị đọc chừng 3 lần cái thuộc lòng à. Những chữ mà chúng ta lưu ý có phì nhị, vĩ đề hồ, năm tánh, ba thừa, có nhiều lên thôi. Đó là những từ ngữ. Thưa các vị, là trước khi đi vô cái bài này, tôi kể cho các vị nghe Đức Thế Tôn có một câu dạy rất là hay. Tất nhiên là Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo ở trong Tư Ưng Bộ Kinh, nhưng mình chẳng ở đây. Một hôm Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo dạy, nói này các thầy, ta nghe nói rằng vua A Xà Thế sắp cử quân đánh bộ tộc Ly Sa. Thế nhưng mà bao giờ dân chúng thanh niên bộ tộc Ly Sa còn nằm ngủ trên gối rơm, chắc chắn một điều là A Xà Thế vương không có thể tấn công bộ tộc kia được. Thế nhưng mà trong tương lai không xa, những chàng thanh niên con của bộ tộc Ly Sa sẽ ngủ trên cái gối nhung mềm mại, ngủ cho tới mặt trời cao ba sào chưa thức dậy. Lúc bấy giờ A Xà Thế vương sẽ tấn công bộ tộc Ly Sa, và vùng đất này sẽ mất vào tay của Ma Kiệt Đà. Các thầy tỳ kheo vẫn còn ngủ trên gối rơm thì ác ma không có thể khuynh lót được tâm. Bao giờ các thầy tỳ kheo ngủ trên gối nhung mềm mại, thức dậy rất là muộn màng, thế thì ác ma sẽ nắm mũi với thầy dẫn đi vào con đường luân hồi vô định. Bài kinh ngắn trên đó thôi rất là hay. Nó cho chúng ta cái công năng hành trì và tu tập. Thưa các vị, người xưa ngủ trên gối rơm, bây giờ thôi mình đừng ngủ trên cái gối rơm, mình ngủ trên cái gối tròn, cái xe băng vậy đó cũng được. Tại sao? Tại vì các vị gối đầu trên một cái vật tròn như thế thì các vị vừa nhúc nhích thì các vị thức giấc nó mất tiêu rồi, tu nó mới được. Thế còn ngủ êm ái thì chắc chắn là ác ma nó nắm mũi ta dẫn đi. Và cái công phu tu hành thưa các vị không phải là cái chuyện một nóng và mười lạnh. Mình phải làm thế nào điều tiết cho nó ôn hòa, điều đặn. Mình thử hình dung là con gà ấp trứng mà nó ấp 10 ngày, nó bỏ đi ăn nửa ngày thì cái công trình ấp 10 ngày tiêu mất. Nó nhảy xuống, nó ăn vội ăn vàng, trứng gà còn ấm là nó phải nhảy lên liền, bằng không thì trứng gà đã bị ung mất, hư mất, không có nở con được. Cái công trình tu ta cũng như thế. Điều phục tâm hay là sự tu tập, thưa các vị, nó không phải xảy ra 5 ngày một lần, hay là một ngày chúng ta tu 3 thời, 4 thời, mà cái công trình điều phục tâm thưa các vị nó xảy ra liên tục, không có cách một khoảnh khắc nào cả, không có một sát na nào lơi lỏng cả. Tu thiền thực sự không có nghĩa là mình ngồi thiền ngày 4 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. Tu niệm Phật và tinh chuyên thưa các vị không phải là một ngày 2 thời niệm Phật. Thế thì cái chuyện mình tụng kinh, chuyện cỏ thiền, chuyện niệm Phật có thời khóa, đó là thời khóa quan trọng nhắc nhở mình tu thôi. Nhưng mà nguyên tắc chính yếu là từng phút từng giây tu tập phải xảy ra. Và con đường thiền tập là con đường ngắn nhất, cũng là con đường dễ nhất. Thế mà chúng ta không có đem tất cả công phu chúng ta đầu tư, chắc chắn một điều là mình không có chống chọi được với chuyện tử sinh đâu. Một phút giây mà con gà nó bỏ xuống không ấp trứng thì trứng nguội rồi ấp lại, mất nhiều năng lượng lắm trứng gà mới ấm lại. Mình thử nấu cơm thôi, chứ đừng nói chuyện ấp trứng gà. Các vị bắt lửa lên, nước vừa ấm các vị tắt xuống, thế thì công trình các vị đun lửa tự nhiên nó bị nguội mất. Rồi các vị nấu gần chín các vị nhắc xuống để cho nguội rồi nấu lại, thưa cơm không còn là cơm nữa, sượng mất. Công phu tu cũng vậy. Người xưa định nghĩa là 3 năm đầu khi phát Bồ Đề tâm, tất cả người tu chúng ta tâm Bồ Đề ban đầu rất là dũng liệt. Cư sĩ hay tu sĩ gì cũng thế, nếu trong 3 năm đầu mà không có thể thành đạt được con đường tu, nếm được hương vị chánh pháp, có được niềm vui của sự tu tập, thế thì năm thứ tư cái lửa tu nó nguội dần, và coi chừng chúng ta lạc vào những ngõ tẻ, tức là
thay vì mình đi thẳng vào cái con đường giải thoát thành đạt niết bàn. Thế nhưng mà bây giờ mình đi vào cái con đường có khi lợi danh phiền não vật chất vân vân đó, nó bủa dây mình, nó kéo mình đi rất là xa. Do vậy cho nên Đức Thế Tôn ngày xưa có những bài kinh rất là hay. Chừng nào mà những dân tộc nó còn ngủ trên gối rơm, tức là cái sức mạnh kiên cường và giữ nước còn có mặt, thì đất nước họ bảo vệ được. Dù thế lực bên kia rất là mạnh muốn xâm lăng họ, những người thanh niên yêu mến quê hương mà nếu rời chiếc gối rơm của họ, ăn ngủ trên hòa bình, nằm yên trên giường nệm êm ấm, thế thì đất nước họ mất lúc nào không hay. Và thưa các vị, điều này trong phạm vi rộng hay hẹp gì lịch sử cũng chứng minh rất rõ ràng. Ví dụ như chúng ta biết dân Mông Cổ họ có cái tài cưỡi ngựa bắn tên giáo dài thương cứng. Một đứa bé lên 5 tuổi là đã bắt đầu cưỡi ngựa rồi, và họ tránh lần tên mũi đạn bằng cái cách là tên bắn vèo vèo, họ lộn người, họ nằm dưới lườn con ngựa và con ngựa cứ phi tới thôi. Họ tới cái cuối cùng gần bên địch thủ, họ rút tên, họ bắn là chết liền. Và nếu cần hết tên thì họ chỉ cần lượn ngựa một vòng thôi, nghiêng người xuống một cánh tay, đưa chiếc cáp nhổ tên lên. Cái tài họ là tài ở trên lưng ngựa. Thế nhưng mà khi xâm lăng đất nước Trung Hoa rồi, họ rời cung kiếm, rời yên ngựa, làm vua học theo cái phong cách của người Trung Hoa, mũn miệng cao sang, ngủ trên giường đẹp đẹp. Thế là cái chất người Mông Cổ không còn. Đời thứ hai bị đánh bật gốc ra khỏi đất nước Trung Hoa. Sau đó thì cả một vùng thảo nguyên mênh mông của Nội Mông thuộc về đất nước Trung Hoa mất. Đó là lịch sử chứng minh lần thứ nhất. Lần thứ hai, thưa các vị, là Mãn Châu là một đất nước có một nền văn hóa riêng, sắc tộc riêng. Họ cũng xâm lăng Trung Hoa bằng cái con đường của vũ lực. Và tới chừng họ vượt ngang qua Vạn Lý Trường Thành, đổ quân vào được Tử Cấm Thành, chiếm được đất nước Trung Hoa, họ bắt đầu xây dựng triều đình nhà Thanh. Họ bắt đầu học nghi lễ cung cách của Trung Hoa, mũ miệng cung đình của Trung Hoa, văn hóa của Trung Hoa. Tức là từ một cái dân tộc có sức mạnh vô cùng của cung kiếm, ngủ trên gối rơm, họ bắt đầu bỏ chiếc gối rơm ra, ngủ trên những chiếc gối nhung. Thế thì thưa các vị, hậu quả của nó bây giờ là Thanh Triều xóa tên trên bản đồ mất. Vùng Mãn Châu ngày xưa rất là mênh mông, có một nền văn hóa riêng, sắc thái dân tộc riêng, chữ viết riêng, ngôn ngữ riêng. Thế nhưng mà bây giờ thì đâu còn Mãn Châu nữa. Nội Mông là một, Mãn Châu là hai. Và lịch sử hiện tại, thưa đại chúng, là Tây Tạng ngày xưa còn là một quốc gia riêng trên đỉnh cao. Dân tộc đó được gọi là dân tộc đột quyết, sức mạnh kiên cường vào thời Đường. Họ cuồn cuộn đi vào đất nước Trung Hoa, dân Trung Hoa phải cầu hòa, gả công chúa Văn Thành về cho vua Tùng Tán Căn Bố, mang cả một nền văn hóa Trung Hoa mang về đất Tạng. Thế nhưng mà rồi do cái đời sống chính trị họ, cái sự liên hệ giữa Tây Tạng và Trung Hoa quá khứ cho tới hôm nay. Và nghiễm nhiên là đầu tiên ta tưởng là ta học văn hóa của người, ta học những cái hay của người. Thế nhưng rồi cái phẩm chất đời sống nó biến hồi nào không hay. Và từ đời sống của một người có sở trường của chính bản thân mình là ngồi trên lưng ngựa, chạy suốt cả ngày trên thảo nguyên mênh mông, học cái văn hóa của người, ngủ trên gối nhung, chăn êm, nệm ấm, tự nhiên là mất đi dân tộc, mất đi đất nước, văn hóa không còn, sắc thái dân tộc không còn, địa vực không còn. Đó là đôi điều từ lịch sử nhìn vào bên trong đời sống tu hành của chúng ta cũng giống như thế. Cho nên có những bài kinh Đức Thế Tôn nói rất ngắn, giản dị, rất là hay. Đời sống người tu chúng ta mà rời cái phẩm chất tu của chúng ta thì thưa các vị bị ma dẫn. Đó là nói chuyện tu sĩ. Là những người cư sĩ, thưa các vị, mắt mé vào con đường tu, mơ ước có thể nếm được hương vị chánh pháp, đẩy đời sống tâm thức mình lên cao. Thế nhưng mà mình không thể làm cho cái năng lượng tu của mình nó liên tục
như một dòng chảy. Thế thì không có cách gì mình vượt thoát được con đường khổ đau cả. Chừng nào bộ tộc Lisa còn nằm trên gối rơm thì Asa Thế Vương không có điều kiện dẫn quân cướp nước. Dân tộc Lisa mà không ngủ trên gối rơm, ngủ trên những chiếc gối nhung êm ái, là mặt trời lên ba sào vẫn còn nằm yên ngủ, thì chừng đó Asa Thế Vương sẽ chiếm mất đất nước của bộ tộc Lisa. Và điều Đức Thế Tôn thọ ký hay là Đức Thế Tôn tiên đoán nó xảy ra rất là nhanh. Thế Tôn niết bàn sau đó không bao lâu, thì thưa các vị là Asa Thế Vương từ bên này sông Hằng tẩy quân ngược về phương Bắc, đánh chiếm luôn quốc gia của bộ tộc Lisa. Đó là chuyện lịch sử xảy ra, để tâm thức chúng ta cũng như thế. Cho nên các vị lưu ý là con đường tu không có được một nóng mà mười lạnh, cũng không được mười nóng một lạnh nữa. Nóng lạnh nó phải rất ư là trung hòa, đều đặn, bền bỉ, tinh tấn, mà phải trường viễn tinh tấn, chứ không phải là chạy hai ba bước ngồi xuống nghỉ, không được. Anh đi thôi, anh hãy đi đều đặn từng bước một, ở đâu cũng tới cả, chạy không tới. Cái sự bền bỉ trong cái sinh hoạt tu rất là cần thiết. Học cũng thế, thưa các vị. Học giỏi không có nghĩa là anh thức đêm anh học hoài mà giỏi. Học giỏi có nghĩa là mỗi ngày đều học, mỗi đêm đều học, học vừa phải, ăn ngủ vừa chừng, tu tập cũng thế. Tu tập thành công không có nghĩa là một ngày mình tu rồi cái ngày sau mình mệt quá mình bỏ. Mà tu tập giỏi có nghĩa là rất đều đặn, ngày nào cũng tu cả. Quý vị hãy thử làm kiểu đó, các vị cũng trở thành người nhà giàu. Ngày nào cũng làm đều đặn thì trở thành người nhà giàu. Một ngày làm ra của tiền thật là nhiều, 10 ngày ở không ăn cho hết của tiền đó thì không giàu được. Học cũng thế, làm cũng thế, tu cũng thế, có một nguyên tắc như nhau mà. Đó là nhân cái bài kinh Đối Rơm mình nói cho các vị nghe, quy chiếu về chuyện tu. Và rất là vui là trong A Hàm có những bài kinh mình nghe rất là ngộ ngộ. Kinh Gò Mối, kinh Sừng Bò, kinh Gối Rơm, đó là kinh Gối Rơm. Bây giờ mình giải thích cái phần này. Pháp lôi là gì? Pháp lôi là trống pháp. Lôi với cổ này nó có cùng một nghĩa nha. Nổi pháp lôi, đánh pháp cổ đều có nghĩa là đánh trống pháp cả. Cổ có nghĩa là trống. Và cái tiếng trống nó như sấm sét to lớn, gọi là pháp lôi. Câu thứ hai, bủa mây từ hề dưới cam lộ, tức là rải tâm từ, đem tất cả những cái duyên lành giáo hóa chúng sinh dưới nước cam lồ, là dưới mưa pháp gội nhuần tâm thức của con người để cho họ loại trừ được phiền não khổ đau, gọi là dưới cam lồ. Voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Thưa các vị, là trong kinh Pháp Hoa Đức Thế Tôn nói là có ba loại đó, loại thỏ nè, loại lừa nè, loại voi đều đi qua sông. Nếu mà thỏ thì thưa các vị, nó đi ngang qua sông nó bị ướt cả đầu cả người. Lừa thì nó còn có thể không ướt cái đầu, do vì nó cao cho nên nó có thể ngẩng đầu lên đi ngang qua sông được. Thế nhưng mà voi thì nó đi ngang qua không ướt mình nữa, tại vì nó cao hơn. Trường hợp nó nói cái gì? Căn tánh của chúng ta, nếu mà người chưa từng gieo duyên lành với Tam Bảo á, thì đối với chánh pháp của Đức Như Lai có khi mình nghe một lần không có thể hiểu được, hoặc có thể hiểu nhưng hiểu ở mức độ cạn thôi. Ví dụ như giáo pháp của Đức Phật đều có chung một hương vị, đó là các vị nếm vô rồi thì giải trừ được phiền não khổ đau, chấm dứt được tử sinh, đi thẳng vào con đường niết bàn.
Thế nhưng mà với những người tu bình thường như chúng ta thì chúng ta nếm hương vị chánh pháp. Ta chỉ làm được mỗi việc là làm thế nào cho phiền não trong tâm thức mình nó vơi, nó nhẹ, để sống vô cuộc đời có chút hạnh phúc, có chút niềm vui thôi. Mà mình không mơ ước cái gì thêm cả. Nhưng mà với người căn tánh sâu dày, thuộc về hàng thượng căn, thế thì cũng một câu nói đó. Ví dụ cái câu năm uẩn vốn vô ngã thôi, thì họ thâm ngộ điều này rất là sâu, thấy tột năm uẩn vốn là vô ngã, liền tức khắc họ thể nghiệm được tâm Phật bất sinh. Còn chúng ta nghe cái câu năm uẩn vô ngã thì ta ứng dụng nó mức độ cạn là năm uẩn vốn vô ngã, tôi chấp làm gì, buồn làm chi, mọi chuyện xí xóa đi, sống cho nó vui cuộc đời. Thế thì cũng một câu năm uẩn vô ngã, nhưng mà tùy cái trình độ tâm thức của từng người, ta có thể ứng dụng nó ở mức độ cạn để làm cho đời sống mình có được hạnh phúc, giải trừ được buồn giận ghét thương. Thế nhưng mà với tâm thức họ đã được nuôi dưỡng lâu đời, có duyên làm với Phật pháp, thế thì cái câu năm uẩn vô ngã họ có thể chứng được vô sinh ngay. Cho nên cái câu ví dụ là năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ là như vậy, hay là voi rồng dẫm bước nhũng ân sâu, rồng voi hay lừa hay thỏ gì, nếu luyện đời sống họ vào dòng sông chánh pháp thì đều thấm nhuần ơn chánh pháp của Đức Như Lai cả, đều ước người cả. Rồi ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, Thế Tôn có một bài kinh nói về mưa đó. Mưa thấm nhuần hết đại địa, cây lớn thì có khả năng rút được chất nước nhiều hơn cây nhỏ, cây nhỏ thì cũng gần đó mưa, nước tràn ngập cái đất trời, nhưng mà cái nhỏ nó chỉ lấy cái lượng nước vừa phải với đời sống nó thôi. Cho nên tùy mức độ tâm thức của từng thể loại chúng sinh mà nếm hương vị Phật pháp nó khác nhau. Chứ pháp Đức Thế Tôn chỉ một vị, vị giải thoát thôi. Đó là cái câu voi rồng dẫm bước nhuận ân sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ sâu hay cạn tùy theo cái duyên lành chúng ta đã gieo trong quá khứ, tùy theo cái năng lực của ta tiếp nhận giáo pháp ta tu nữa. Rồi cái phần dưới này, thưa các vị, hai câu này là nói ai? Ngài Quyền Giác Ngài Tử nói ngài: có phì nhĩ đơn rồng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nếm biết. Cái này trong kinh Đại Niết Bàn có ghi là trên đỉnh núi tuyết có một cái loại cỏ tên là cỏ phì nhĩ. Cái loài cỏ này chỉ có loài ngư vương, tức là vua của loài trâu, nó muốn ăn nó phải tìm đến cái loài cỏ này nó ăn, chứ nó không ăn loại bình thường. Và do vì cái con đường gập ghềnh khó khăn vô cùng, cho nên đến được cái vùng đồng cỏ này để ăn không phải là chuyện thường, phải là loài ngư vương mới tìm ra cái loài đồng cỏ này để tự nuôi sống bản thân nó, và ăn vô làm cho mập mà lông trắng mịn, sức khỏe vượt hơn trăm ngàn loại trâu bò bình thường. Cho nên gọi là cỏ phì nhị đơn rồng đỉnh tuyết. Và nơi đó thì chỉ thuần một loại cỏ này thôi. Vị đề hồ ta từng nếm biết có nghĩa là gì? Thưa các vị, cũng có một cái ví dụ rất là hay, đó là cái loài ngỗng chúa đó, Nga vương, ngư vương, tên là ngư vương, tức là vua của loài trâu. Ở dưới thì Nga vương là vua của loài thiên Nga. Cái loại này đặc biệt là các vị quậy sữa với nước thì nó không mở vô. Nó uống thì cái gì là sữa thì vô, mà cái gì nước còn lại. Ta thử hình dung cái loại gì mà nó hay như vậy. Thưa ý nói một điều đó là cùng là loại pháp dạy cho mọi người, thế nhưng mà nếu người căn tánh đốn ngộ thì một pháp đó họ thể ngộ, họ sẽ trực tiếp đi thẳng vào Niết Bàn, họ không qua phương tiện. Còn chúng ta thì dù pháp đó là pháp đạt ngộ trực tiếp, đốn ngộ hiện thời, thế nhưng mà ta nếm vào, ta cũng đi ngang qua cái con đường phương tiện, ta không thể đi trực tiếp vào tâm Phật bất động của chúng ta. Nó khác nhau là như vậy. Ở đây Ngài quy chiếu lại nói tự thân là ta từng nếm đề hồ rồi, ta như loài ngỗng chúa trong vạn pháp ở nhân gian, trong mọi dòng chảy của tôn giáo có mặt trên cuộc đời này, may mắn là ta
nếm được hương vị của thiền đỗ ngọt. Và khi nếm được thì sao? Một tánh viên thông muôn tánh hệt, một pháp bao gồm muôn pháp hết, một trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp, chư pháp thân Phật vào tánh ta cùng với Như Lai hiệp. Nếu mình giải thích rất là gọn, đó là khi nếm được hương vị đề hồ rồi thì thấy rõ ngay nơi tự tâm này là Phật, chứ không có hồ nghi gì cả. Chư pháp thân Phật vào tánh ta cùng với Như Lai hiệp. Đó là mình giải thích tổng quát về cái bài học này. Tất nhiên có vài điều mà mình chia sẻ ở đây. Điều thứ nhất, có một cái đại ý cho bài này, đó là đại ý, cái bài này có cái dụng tâm là thành tựu đạo nghiệp. Rồi quần quả lời sanh, đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai, có vài điều giải thích để cho các vị dễ hiểu và cũng để làm quen với những từ ngữ Phật học. Ba thừa là gì? Ba thừa là tam thừa, là thinh văn thừa. Thứ hai là bồ tát thừa. Và thứ ba là Phật thừa. Đó là tam thừa. Và cái từ thứ hai chúng ta giải thích nữa là ngũ tánh. Thứ nhất đó là định tánh thinh văn. Thứ hai là định tánh duyên giác. Thứ ba đó là định tánh Bồ Tát. Thứ tư đó là bất định tánh. Và thứ năm là vô tánh. Mấy cái từ này thì các vị hiểu rồi, thế nhưng mà hai cái từ này thì hơi khó hiểu, phải không? Định tánh thinh văn, định tánh duyên giác, định tánh Bồ Tát. Định tánh là gì? Tức là cái hạt mầm của tính cách thinh văn nó đã có sẵn trong con người kia, nó đã quân tập rất là nhiều đời, cho nên nó thành một cái phẩm chất của một người như vậy, gọi là định tánh. Và cái trường hợp định tánh thinh văn này, thưa các vị, họ rất là khó chuyển từ thinh văn qua Bồ Tát. Trong khi đó thì định tánh duyên giác nó cũng khó chuyển, nhưng mà còn có thể chuyển được để có thể hướng tâm về Bồ Tát thừa. Và trong ba cái định tánh này thì định tánh Bồ Tát có nghĩa là định tánh của Phật thừa, tức là Như Lai định tánh nữa, cũng gọi là Như Lai thừa định tánh. Đó là trường hợp thứ ba này, tức là cái tánh này, tức là cái phẩm chất tâm thức của con người này có thể thành đạt được quả vị Phật, cho nên gọi là định tánh Bồ Tát. Cái trường hợp thứ tư, bất định tánh, cũng có cái từ khác gọi là tam thừa bất định tánh, có nghĩa là họ không có phải quyết định là tánh chất thinh văn trọn vẹn hay Bồ Tát hay là Phật gì cả. Tức là họ chưa quân tập thành cái tính cách nặng nề, cái tâm thức của họ còn có thể chuyển được từ thinh văn thừa. Thế nhưng mà họ gặp cái duyên lành, gặp Bồ Tát thừa, hoặc là nghe người ta giảng giải về Phật thừa, thì họ có thể chuyển tâm, họ phát tâm lành đi vào cái con đường Phật thừa, cho nên gọi là tam thừa bất định tánh, là trường hợp thứ tư. Trường hợp thứ năm, vô tánh, có nghĩa là người này có thể là đi vào con đường của nhân thiên thừa. Trường hợp thứ năm gọi là nhân thiên thừa tánh, hay còn có một tên khác nữa là vô niết bàn pháp. Đây là những cái phẩm chất chúng sinh mà nghiệp thức của họ về chấp ngã rất là nặng nề. Họ không có thể vượt ngang qua cái tầng xả ly ngã chấp để có thể thành đạt được những cái con đường giác ngộ từ thinh văn như giác đến Bồ Tát, giống như trường hợp bất định tánh này. Vô tánh nghĩa là vô niết bàn pháp, tự thân họ không có chấp nhận xả ly ngã. Họ nghĩ là con người phải có cái ngã thôi à, tu mà mất cái tôi thì không có được, cho nên tu cách gì tu phải còn cái tôi thôi.
tôi có về Tây Phương Cực Lạc thì tôi cũng phải còn cái tên Phước Tịnh mới chịu, chứ còn mất cái tên đó thì không được. Cho nên các vị nhớ là cái con đường thành tựu Niết Bàn nó đi ngang qua rất là nhiều cái nỗi khó khăn như vậy. Mình chưa thể ngộ được vô ngã thì thưa các vị, con đường Niết Bàn còn xa. Mình tu gì thì tu, nhưng mà vẫn cứ còn cái ngã thôi, còn cái tôi thôi. Và trong khi đó thì bản chất của cái tôi nó làm nên mọi thứ khổ đau phiền não. Từ cái tôi nó đi đến cái của tôi, từ xác lập cái tôi cho nên mọi cái ngã chấp pháp chấp nó có mặt. Dù thành đạt được con đường tu tập đến một mức độ cao chừng nào, thế nhưng mà vẫn cứ còn ngã thôi. Cho nên các vị lưu ý là qua năm tầng tất chất này, chúng ta hãy nhận diện rõ về mình, biết coi chúng tánh gì. Nếu mà mình một bề cố chấp, tu thì tu chứ tôi phải còn cái gì của tôi mới được, còn không có tôi thì không có thể tu được. Mà thưa các vị, mọi tôn giáo đều đặt trên cái nền tảng của cái tôi để tu, khuếch đại cái tôi, ve vuốt cái tôi, xoa dịu cái tôi. Chưa nói tôn giáo, một ông thầy tu muốn làm ăn cho được trên đất nước này cũng phải tìm mọi cách để ve vuốt cái tôi của các vị. Đụng chạm nhau, thương tổn nhau, mất lòng nhau, không có làm ăn được đâu. Mất lòng nhau rồi đừng có hòng các vị tới chùa bắt công. Thông minh á, đoàn phải làm cách nào ve vuốt lấy lòng các Phật tử tới chùa, phải chiêu đãi cho đàng hoàng. Đó là cái cách chúng ta tu trên cái bản ngã. Và đụng chạm và tổn thương thưa các vị thì đừng có hòng xây chùa, đừng có hòng làm được việc chi trên đất nước này. Thiên hạ rất là sợ. Đó là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Hãy nhớ là qua năm loại chứng tánh này, tự quán chiếu, tự nhìn về mình. Đó là giải thích câu điều và những cái từ ngữ ở trong đây. Bây giờ mình đi vô nội dung của bài này. Mình chia bài này ra làm hai ý thôi. Ý thứ nhất, bốn câu đầu. Quý vị đọc bốn câu đầu. Nổi pháp lôi, đánh pháp cổ, bủa mây từ hề rưới cam lộ, voi rồng dẫm bước nhuận ăn sâu, năm tánh ba thừa đều tỉnh ngộ. Nói cái gì? Thành tựu phẩm hạnh, phẩm hạnh tu và hoằng hóa. Thưa đại chúng, là muốn làm cái công việc giúp người, giáo hóa người, dường như người xưa khác với chúng ta. Khác ở chỗ là họ thành đạt được cái con đường tu chứng tự thân rồi mới làm cái công việc lợi sinh hoằng pháp. Người ta có thể chia ra làm nhiều bậc thầy trong thế gian. Bậc thầy đầu á là thông kinh bát sử, tức là cạn nhất á, đó là thông hiểu Phật pháp. Mình đừng tưởng mình học vài ba bài kinh, giảng được vài ba bài pháp thì được gọi là bậc thầy thông hiểu Phật pháp, chứ không ăn thua gì đối với gia tài thánh giáo của Đức Thế Tôn cả. Mình làm thế nào mà đem một chữ trong kinh văn, chữ Như Thị, mà dạy được người ta 3 tháng thì mới gọi là người thông hiểu Phật pháp? Chưa ai làm được à. Do vậy cho nên cái định nghĩa đầu thông hiểu Phật pháp có nghĩa là thông Tam Tạng thánh điển của Như Lai, kinh Lực Luận. Thưa các vị thấy thì nó riêng, nhưng mà nếu mình nhìn thì đều có một đặc sắc chung, đó là trong kinh có luận, trong kinh có luật trong đó. Ví dụ như mình chỉ tu tứ niệm xứ thôi, thì trong tứ niệm xứ mà tu nghiêm túc đó, thì trong đó có thiền, có luật. Và trong tứ niệm xứ thôi, tu thành đạt cuối cùng con đường Niết Bàn, chứ không có giảng gì là tu là thành thinh văn, không phải như vậy. Cái đó là mình hiểu lầm thôi. Và thưa các vị, rõ ràng là thông hiểu Phật pháp nó đòi hỏi người ta phải rất là miệt mài ngủ trên gối rơm, chứ không có chuyện học kinh Đức Như Lai mà học một bữa là hai ba bữa xếp tập đi chơi thì cũng không thành công. Cho nên để làm một người tu chưa phải là chứng đắc gì cả, để làm một người tu thông hiểu Phật pháp thôi, nó không có giảng gì. Mình đừng tưởng nghe quý thầy bây giờ giảng pháp rầm rầm mà thông hiểu Phật pháp, có khi còn dốt chết đi mà dám giảng Phật pháp.
mình không nói chi xa, nói ngay thầy Phước Tịnh thôi. Quý vị đừng nghĩ là mình học hiểu nhiều, đọc hết kinh sách nhiều, Tam Tạng Thánh Điển Như Lai mình còn chưa đọc hết mà. Huống nữa là ngồi đọc một câu rồi trầm tư để cho lời dạy của Đức Thế Tôn thấm vào tâm thức, lời dạy của Phật thấm vào tâm thức mới gọi là người thông hiểu Phật pháp. Giảng dạy không lầm chánh lý của Phật pháp, luôn mở một con đường sáng để người ta có thể nắm được mà thực tập mà hành trì, chứ không phải là giảng Phật pháp để người ta nghe cho vui, không phải vậy. Các bậc thầy Miến Điện được gọi là Tam Tạng Pháp Sư, các ngài ngồi trên chùa, các ngài tụng luôn Ba Tạng Thánh Điển thuộc lòng, được gọi là thông hiểu Phật pháp. Còn mình thì từ ngữ Phật học, thưa các vị, mình còn lượng thà lượng thượng, giải thích đằng đầu nó mâu thuẫn với đằng đuôi thì chưa phải là thông hiểu Phật pháp. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là Đức Thế Tôn có nói là pháp của ta hoàn thiện ở đoạn đầu hoàn thiện, đoạn giữa hoàn thiện, đoạn cuối, có nghĩa là gì? Lời nói có thể giúp được cho mọi người, căn cơ mọi người đều nếm được hương vị Phật pháp. Người chưa có niềm tin khởi phát niềm tin, người có niềm tin càng sâu chắc. Và người niềm tin càng sâu chắc rồi thì đi vào cái sự hành trì rất là kiên định. Người đã đi vào sự hành trì kiên định rồi thì mở được con mắt chánh pháp, nếm được hương vị giải thoát. Chứ không phải thông hiểu Phật pháp ở cái tầng như chúng ta biết là nói qua què qua sói vài ba buổi hết vốn liếng trong này, gọi là thông hiểu Phật pháp chứ chưa. Chỉ là cái da bên ngoài thôi, chưa đi vào cái tầng thịt của Phật pháp, đừng nói đạt đến cái tầng xương của Phật pháp. Đó là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, ta có thể tìm ra được những bậc thầy đức hạnh hay là đạo hạnh cũng được. Đây là những bậc thầy không phải uyên bác kinh điển, thế nhưng mà có cái công phu hành trì rất là nghiêm cẩn, đạo đức sáng chói, hành hạnh trong sạch. Những bậc thầy này, thưa các vị, có khi các ngài không có nói nhiều, vài mắt câu, đến gặp các vị mỉm cười chào thôi, nhưng mà năng lượng từ bi, năng lượng lành tỏa sáng, mình đến gần tự nhiên thấy mát mẻ, ấm áp, tự nhiên thấy cái năng lượng tu của mình nó rạc rào dâng lên, do vì đời sống tâm linh của các ngài rất là đầy, rất là mạnh, như một cái trường năng lượng mạnh, như một cái cực 500 lớn. Mình đến như một thỏi sắt thôi, bị hút vô thôi, hút vô cái loại năng lượng lành như vậy. Đó gọi là bậc thầy đạo hạnh. Chứ mình đừng tưởng đạo hạnh là ra đường thấy ổng diêm diêm mắt, đi ổng không dám ngó ai, ổng đi chậm chậm không dám đạp không kiếm, cái đó cũng chưa, cái đó bên ngoài thôi. Cái bên trong á, người ta cảm nhận được. Thưa các vị, nếu đó là một ngọn đèn sáng thì dù cho che chắn mấy, có những kẻ hở thì ánh sáng bên trong vẫn phóng ra. Nếu vị thầy kia thực sự mà người đạo hạnh á, thì thưa các vị không cần nghe ông nói, thấy các thầy đó ngồi thôi, mình cảm nhận được năng lượng lành rõ sáng. Điều thứ ba, thưa các vị, chứng ngộ hay là có chứng đắc đó. Thưa bậc thầy này càng khó kiếm trong nhân gian. Có những vị họ không phải là thông kinh bát sử gì cả, họ cũng không có biểu hiện đời sống của họ cái năng lượng từ bi tỏ rộng gì cả. Thế nhưng mà đó là những bậc thầy chứng đắc. Hai bậc này ta thăm dò vào được, nhưng mà bậc thầy này thì có khi họ giấu cái hào quang của họ, mình không tìm ra. Tại sao? Họ quạt hết cái sự thông minh của họ vào bên trong, cái anh hoa ai cũng muốn tỏ ra bên ngoài để cho người khác nhận biết. Thế nhưng đối với những bậc thiền sư thâm ngộ, chứng đạt được giải thoát, thì có khi các ngài không có giải khờ chi biểu hiện nó ra mắt, ra đời sống của các ngài để cho các vị lành phát hiện người ta đâu. Họ ẩn vào tu mất tiêu. Hòa quang đồng trần, vào chốn bụi hồng, lấy than lấy lọ so lên mặt, cái đó nó biểu tượng vậy thôi. Có nghĩa là giống như mọi người trong trần thế sống một cuộc đời bụi bặm rất bình thường, để không ai biết chân tướng của mình là gì cả. Đó là trường hợp thứ nhất của những bậc thầy chứng đắc.
Trường hợp thứ hai của những bậc thầy chứng đắc này phát Bồ Tát tâm muốn làm đạo, muốn lợi sinh thì thưa các vị, các ngài có vô vàn phương tiện để làm đạo, có khi dựng già lam, mở đạo tràng, tiếp tăng, độ chúng bằng pháp độ sinh, làm mọi việc. Có khi các ngài thì hiện trong cái cõi phàm trần này là một ông nhà giàu, một vị vua, một vị hoàng đế vân vân, làm cho chánh pháp có mặt lại trong cuộc đời. Đôi khi mình tưởng những con người phá đạo, hủy diệt tôn giáo, đó là những người ngoại đạo phá diệt Phật pháp. Có khi không phải, có khi là những cái bậc đại Bồ Tát tái hiện lại trong cuộc đời, thanh lọc đạo Phật lại để cho đạo Phật trong sáng lại. Chứ mình đừng nghĩ đó là những người phá đạo. Phật giáo đã bao lần pháp nạn, và có những lần pháp nạn do những cái vị Bồ Tát hiện thân để làm cái công cuộc thanh tẩy đạo Phật, cho đạo Phật trong sáng lại. Do vì đời sống của chư tăng, của các già lam tự diện quá ư là xa đọa, không có còn ngủ trên gối rơm nữa, mà ngủ trên gối nhung mặt trời, lên đứng bóng và chịu thức giấc. Đời sống được cung phụng, được nuông chiều, đạo hạnh bị xuống cấp, đời sống chạy theo dục lạc thế trần. Tổ chức già lam tự viện gần như là một tổ chức thế quyền, tham danh tham lợi. Cho nên sẽ có những vị hoàng đế, những vị vua, hoặc là những cái đạo luật của những chính phủ ra quét một lần đi ngang qua, dẹp sạch hết những cái rác rưởi làm ô uế và lam tịnh địa. Cho nên đó là những vị Bồ Tát. Cho nên cái bậc chứng đạo này, thưa các vị, ta không lường được. Có nghĩa là những bậc đại Bồ Tát có mặt trong cuộc đời, có khi dung nhan của các ông, tướng chân thật của các ông, mình nhìn không ra, mình thấy giả tướng mà, thấy cái tướng hiện của tiêu diện thôi, nhưng mà không biết đó là Bồ Tát. Thấy mặt ngoài dữ quá, tưởng tiêu, tưởng kẻ giết người, nhưng mà bên trong Bồ Tát. Đó là trường hợp thứ ba. Và ba trường hợp này, thưa các vị, sự thông minh ta có mặt, kiên trì một chút thì có thể thành một người thông hiểu Phật pháp được. Thế nhưng mà đòi hỏi năng lực tâm linh rất là mạnh, cái sự kiên trì tu tập vững bền mới có thể trở thành một người đạo hạnh. Và cao hơn nữa, cái đòi hỏi gấp hai lần nữa mới trở thành một bậc thầy chứng đắc. Đó là ba điều đi ngang qua để các vị thấy. Muốn bố từ vân sái cầm lộ, đánh pháp lôi nổi pháp cổ, không có chuyện dễ. Mình làm một ông thầy giáo thường thường dạy học thì nó dễ, và làm một người dạy đạo để cho người ta tu dễ hay khó? Mình còn chưa biết tu làm sao dạy người ta tu, cái đó là khó thứ nhất. Mình giảng kinh cho người ta nghe vui tai thì được, nhưng mà giảng để người ta tu thì không có dễ đâu. Các vị nghe nhiều, các vị để ý. Thông thường mình làm thầy giáo thì không được, nhưng mình ngồi nghe mình biết chứ, biết thầy này giảng sao không biết hết này. Làm thầy thì chưa làm được, nhưng làm học trò làm rất giỏi. Thông thường chúng ta đều giỏi như nhau về lĩnh vực đó. Các vị nghe một thầy giảng một thời pháp, các vị ước lượng được cái trình độ tri thức của người kia, năng lực tu tập của người kia, khả năng diễn đạt của người kia, người kia có thể dẫn các vị đi vào con đường tu được hay không. Rõ ràng cái điều này nó không có người giống ai được cả. Thế cho nên thưa các vị, dạy người ta học thì dễ, dạy người ta tu không có dễ đâu. Học là một cái sự truyền đạt kiến thức, các vị chỉ cần nhập cái dữ liệu vào, các vị có một chút thông minh và ký ức các vị tốt, các vị làm được việc này ngay. Thế nhưng mà dạy người ta tu thì cái chuyện không giản dị là chúng ta trích kinh điển ra dạy được. Các vị phải sống rất là thật từ bên trong, có cái phẩm chất tu đàng hoàng, mình mới có thể truyền đạt được cái năng lượng tu, và biết cái cách mình đã dụng công như thế nào giúp người ta tu mới được. Cho nên dạy học dễ, dạy tu không dễ. Đó là điều thứ nhất. Cho nên đánh pháp lôi nổi pháp cổ thường thường dành cho các vị thiền sư ngày xưa. Các ngài phải thâm đạt tâm,
liễu ngộ tâm, thông suốt con đường đi mới có thể làm được cái công việc đánh pháp lô, nổ pháp cổ. Sái từ vân bố cam lộ, nguyên văn chữ Hán là sái từ vân bố cam lộ. Thưa các vị, cái này thì có khi nó dễ làm hơn là đánh pháp lô, nổ pháp cổ. Tại sao? Mình có cái năng lượng tu, có cái tâm từ. Thưa các vị, là cái sự thể hiện lòng từ bi của mình có khi nó dễ, nó không có tác hại ai. Mình làm một ông thầy tu hiền hiền, thưa các vị, rất là dễ. Tại vì mình cứ hiền ra đó rồi Phật tử tín đồ thương quý thôi, và nó không có làm chết chóc ai cả. Còn dạy đánh pháp lôi nổ pháp cổ khó hơn. Tại sao? Mình sai lầm á, thưa các vị, tội lớn vô cùng, dẫn người ta đi lầm con đường, giết một sinh mạng. Có khi nó không có phải là ghê gớm, nhưng mà giết đời sống tâm linh của người ta, làm cho người ta lạc vào ngoại đạo, thưa các vị, cái tội rất là lớn, sẽ không có điều kiện để người ta đi vào con đường chánh pháp được. Và trong giới của các thầy tỳ kheo thì thưa các vị, đại trọng giới mà phạm vào coi như kẻ đứt đầu, đó là giới vọng ngữ, nói mình chứng thánh. Tại sao? Anh nói anh chứng thánh, anh lừa gạt tâm thức người ta, lừa gạt con đường tâm linh của người ta. Anh lừa gạt tiền tha thứ được, anh giết chết một mạng người, người ta còn có cơ hội tái sinh trở lại là người để tu tập được. Anh giết chết đời sống tâm linh của người ta, làm teo hạt giống bồ đề của người ta, cái tội đó không thể dung tha được. Cho nên trong những cái điều cần cẩn trọng đó là, nếu thực sự mình chưa hiểu được đạo, chưa sáng được tâm, thì tránh đừng có làm cái công việc đánh pháp lôi, nổ pháp cổ. Tội nặng lắm, lừa gạt tâm linh, làm cho người ta bị che tối con mắt chánh pháp, thà để cho họ nghìn đời chìm trong mê, mà còn có cơ hội có một bậc thầy sáng mở con mắt chánh pháp cho họ. Còn mình, thưa các vị, mắt mình chưa sáng, mình cứ trị dùm con mắt người ta, không khéo người ta đuôi mắt, mắt luôn con mắt, không còn có điều kiện để mở sáng. Mắt của mình đã hư rồi, mình làm hư con mắt người ta, mình là một kẻ mù mà dẫn người khác đi thì đi vào con đường chết thôi, lạc vào hầm hố thôi. Cho nên điều thứ hai các vị lưu ý là đánh pháp lôi, nổ pháp cổ. Đa phần người xưa chỉ cho các vị thiền sư thể ngộ được đạo, sáng được tâm, rõ con đường mình đi, tin chắc cái con đường mình đi đến thành trì niết bàn, thành tựu được vô sinh bất diệt. Chưa chứng ngộ, chưa triệt chứng được, thế nhưng mà giải ngộ rồi thì có thể làm thiện tri thức cho người được. Còn mắt đạo chưa sáng thì các vị thiền sư ngày xưa không cho phép ra phân tòa giáo hóa, không cho dạy đạo. Mắt ông còn chưa sáng, ông biết cái gì mà dạy ai? Đó là điều rất rõ ràng. Trong thành tựu phẩm hạnh mới hoằng hóa lời sanh, chưa thành tựu phẩm hạnh không hoằng hóa lời sanh được. Và cái con đường này, thưa các vị, có khi nó rất là khó. Có những người họ có thể sinh nữ tự tại, đốt một cái hương cắm lên, tàn cái hương họ có thể nín thở nhập niết bàn được. Thế nhưng mà đối với con đường của chánh pháp, đối với con đường của thiền, chưa ngộ vẫn là chưa ngộ. Ngộ tổ sự thiền, dù rằng anh sống chết thấy như trò chơi, có thể chết được, thế nhưng mà với con mắt nhà thiền thì vẫn là người chưa ngộ đạo. Chứ mình đừng tưởng như vậy là ngộ đạo. Huống nữa là cái chuyện có một chút thần thông thi thố giữa cuộc đời, hay là có một chút thông minh nói năng trôi chảy mà là người ngộ đạo, vẫn chưa. Nó khó là như vậy. Và mình học Phật pháp lâu dần thì thưa các vị, các vị càng ngày càng thấm dần Phật pháp, không ai lừa được ta cả. Không ai nói cái chuyện trên trời dưới đất gì mà mình dễ tin cả. Không có cái chuyện là nghe lời tôi đi rồi tôi thọ ký cho, nghe lời tôi đi rồi tôi truyền tấm ấn cho, hay là cái chuyện là anh cứ bỏ tiền ở đây bán hết gia đình tài sản của anh một lòng tin với tôi thì anh sẽ được có một cái ghế ngồi trên cái cõi nước nào đó. Không có chuyện đó. Cái điều mình phải chứng nghiệm được thôi, đó là cái ý thứ nhất. Cho nên thành tựu phẩm hạnh rồi mới đi hoằng hóa độ sinh. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào đoạn thứ hai. Mình chia sẻ cái đoạn này tất nhiên là nó không hết ý,
Đoạn thứ hai là xác định cái cảnh giới tâm chính. Người mà thành đạt được con đường tu tập, dĩ nhiên nếm được cái điều này thôi. Mình đọc lại cái đoạn này các vị thấy hay nè. Có phì nhĩ đơm rồng đỉnh tuyết, vị đề hồ ta từng nếm biết. Một tánh viên thông muôn tánh hệt, một pháp bao gồm muôn pháp hết. Một trăng hiện khắp tất cả nước, tất cả trăng nước một trăng nhiếp. Chư pháp thân Phật vào tánh ta, tánh ta cùng với Như Lai hiệp. Mình mà chưa có phải là người lớn á, còn là một em bé, thì mình sẽ nhìn thấy trăng trong hồ khác, trăng ngoài sông khác, trăng trong vũng nước khác, trăng trong cái chậu nước khác, trăng trong cái lu nước của chúng ta khác. Rất là nhiều trăng. Thế nhưng mà lớn một tí không cần ai dạy cả, ta nhìn lên lên bầu trời thấy chỉ có một phần trăng thôi, thì ta biết ngay một điều là tất cả mặt trăng nó hiện bóng, dù là ngàn bóng trăng dưới trần thế này cũng chỉ có một mặt trăng mà thôi. Mình còn ở mức tâm thức phàm phu á, thì mình thấy nó vô vàn sai khác trong chính tự thân mình và trong mọi người. Kẻ lành người dữ, kẻ dễ thương người khó thương, đó là mình nhìn ra mọi người. Thế nhưng mà mình nhìn sâu hơn, thưa các vị, tận nguồn sâu xa của tâm thức chúng ta đều giống nhau như hệt mà thôi. Đó là cái nhận biết của chúng ta như nhau. Buồn vui của các vị khác với buồn vui của tôi. Suy nghĩ thầm thì của các vị thì luôn khác với suy nghĩ của tôi. Thế nhưng mà lúc các vị không suy nghĩ, lúc các vị an trú trong trạng thái nhận biết, thì không khác gì với tôi đang an trú trong trạng thái nhận biết cả. Đó là mình nói chuyện giữa mình và người. Nếu nhìn ở mức độ cạn thì hình thể vật lý ta khác nhau. Ở mức độ tinh tế thì vui buồn ta luôn khác nhau, suy nghĩ ta khác nhau. Nhưng mà thâm đạt và chiều sâu thì cái nhận biết của các vị không lời, lặng lẽ vô ngôn. Tôi cũng có cái nhận biết không có lời, lặng lẽ vô ngôn. Không hình, không tướng, không xanh vàng đỏ trắng, không thơm, không hôi gì cả. Nó vô hình, vô tướng, vô ảnh, vô sinh. Thế thì cái nhận biết là cái thâm sâu nhất trong cái phần tâm linh của ta. Cái này giống nhau, phải không? Tôi và các vị không hề khác. Thân thì có thấp, có cao, có nặng, có nhẹ, có nam, có nữ, khác biệt vô cùng. Có người Mỹ, có người Việt, có người da đen, có người da vàng. Thế nhưng mà cái nhận biết không hề khác biệt gì về nam, về nữ, về người da đen, da vàng gì cả, phải không? Nhận biết như nhau thôi. Rồi các vị quay lại, các vị nhận lại trong tự thân các vị, thì có cái sai biệt vô vàn, nhưng cũng có cái đồng nhất không sai biệt. Cái gì sai biệt? Trẻ hình hài khác, trung niên hình hài khác, già hình hài khác. Vui buồn nó diễn hành qua một ngày, thưa các vị, nó rất là nhiều mặt mũi khác nhau. Rồi suy nghĩ thì nó luôn tuôn chảy ào ạt, chưa bao giờ dừng. Thế cho nên cái đó thì khác. Nhưng mà đi tận vào cái nguồn thâm sâu nhất làm chủ đời sống của chúng ta, cái nhận biết của các vị thì trước sau đều một. Trẻ cũng thế, trung niên cũng thế, già cũng thế. Thậm chí mình rời đời sống này, bỏ hành tinh này ra đi tới một phương trời nào khác, thì các vị có mặt lại thì cái nhận biết cũng như vậy mà thôi. Cũng có trạng thái tâm rỗng sáng, tự nhiên, bất động, sáng chói vậy thôi. Thế thì thưa các vị, ngàn vạn trăng dù có khác nhau trên mặt địa cầu này, thế nhưng mà mặt trăng thật chỉ có một. Và khi mình đạt được đến tình trạng này thì tâm ta, tức là tâm Phật, tâm Như Lai đi vào tâm thức của ta, không khác gì nhau cả. Mười phương chư Phật khác miệng đồng lời đều nói chỗ này. Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Giải Thâm Mật, hay là Kinh Dược Sư, hay bất cứ kinh gì, tất cả những cái văn bản kinh Đức Thế Tôn đều nói một chỗ này mà thôi. Và cái cảnh giới tâm chứng này, thưa các vị, nếu mà chúng ta nếm được chút hương vị thì chúng ta sẽ có một cái nhìn như vậy thôi, chứ không khác gì được. Đây là con đường rất rõ ràng mà ai đi vô tu tập cũng nhận ra ngay. Và chúng ta hỏi nhau, chừng nào thì mình biết được cái điều này, chừng nào thì mình thấy là tâm ta với tâm chư Phật giống nhau, chừng nào? Và ai làm chứng cho mình chuyện này?
vậy? Có chịu tu không đâu, khoảng chừng nào tu như giỏi thì tự mình làm chứng. Thưa các vị, trong nghi thức có hai câu hay lắm, mình chép ra đây để tặng cho đại chúng. Hồi sáng này mình học nghi thức cũng vui lắm, rồi mình chợt nhớ hai câu thế này: câu này có nghĩa là bất động địa tiền phương xả tạng, kim cang đạo hậu dị thục không. Tạng có nghĩa là tàng thức, tức là bước vào để bát địa Bồ Tát, anh mới xả ly được, anh mới loại trừ được cái sự chấp ngã của chính anh. Đệ thất thức nó mới xả ly được chấp ngã, chấp đệ bát thức là ngã. Kim cang đạo hậu dị thục không là bước vào địa vị Phật, địa vị chánh giác rồi, tức là quả vị kim cang rồi, thì cái dị thục thức, tức là đệ bát thức này, nó mới sạch nhẵn toàn bộ hạt mầm chủng tử bên trong của nó. Cho nên thưa các vị, mình đừng hỏi là chừng nào thì mình có thể bố pháp vân, đánh pháp lôi, nổ pháp cỏ, con đường còn xa. Chừng nào mình nếm hương vị của niết bàn, thưa các vị, con đường cũng vẫn còn xa. Do vì các vị đâu đã lên đến Bồ Tát bát địa đâu. Thưa đại chúng, là tàng thức của ta nó chứa vô vàn hạt mầm chủng tử, và cái mức độ chảy của nó, mức độ vận hành của nó mịn và nó tinh tế, ta không có thể lường được cái sự trôi chảy thầm lặng và cái sự chuyển biến của nó như thế nào đâu. Cái từ mà mình hay dẫn đi dẫn lại để cung cấp cho các vị đó là bất tư nghị quân, bất tư nghị biến đó. Cái sự quân tập từng ngày hạt giống chủng tử không lường được, rồi cái sự quân tập từng ngày hạt giống phiền não khổ đau cũng không có lường được. Gieo một lời nói dẫn tức buồn phiền cho người, nó sẽ trở thành một cái cây dẫn tức buồn phiền vào ngày mai. Cái sự chuyển biến của nó ta cũng không lường được. Cho nên phải rất là cẩn trọng người tu. Thưa các vị, không phải là mình chỉ tu có thời khóa, mà mình phải tu liên tục là như vậy. Do vì dòng nước luôn chảy để trở thành dòng nước, dòng tâm thức luôn trôi chảy nó mới hình thành một dòng tâm thức chưa bao giờ dừng, sinh rồi diệt, chớp tắt, nhanh hơn ánh sáng rất là nhiều. Và tàng thức này đến cái địa vị bất động của Bồ Tát bát địa, chúng ta mới xả ly được ngã chấp. Còn từ Bồ Tát bát địa trở xuống cho tới tam hiền thập thánh, thưa các vị, cái sự ngã chấp nó vẫn còn, nó tinh tế và nó thô thiển thế thôi. Đó là cái điều mà chúng ta khéo quy chiếu về để khích lệ mình tự nỗ lực tu thôi. Kim cang đạo hậu dị thục không, chứng quả kim cang, bước lên thập địa Bồ Tát, bước vào quả đắng giác rồi, thì dị thục thức, tức là thức thứ 8, hạt giống lậu hoặc phiền não ô nhiễm bất tịnh, nó mới loại trừ sạch nhẵn thôi. Bây giờ nó trở thành bạch tịnh thức, nó trở thành đại viên cảnh trí, còn trước đó thì chưa thể. Đó là đôi điều từ trong di thức học tôi chợt nhớ cung cấp cho các vị, để cho các vị biết cái con đường tu của chúng ta rất là dài. Bất động địa tiền, tiền là phía trước đó, phương là mới xả được tàng thức. Bất động địa tiền phương xả tài, câu này rất là hay. Mình đọc cái câu này ở trong những văn bản thiền họ nói, chứ không phải trong di thức họ nói. Các vị thiền sư hay dùng câu này giải thích: bất động địa tiền phương xả tài, kiên cang đạo hậu dị thục không. Và thưa đại chúng, cuối cùng mình có một đôi lời kết luận cho buổi học chúng ta. Thực ra con đường nó dài hay nó ngắn, có khi không phải, nó không phải là thực tế là con đường nó khó đi. Con đường thế gian, con đường của thời gian vật lý á, thì ta còn có thể nói nó dài, nó ngắn, nó xa, nó gần. Nhưng mà con đường tâm linh thì nó không có phải như thế. Tại sao? Thưa các vị, một điều rất rõ ràng đó là các vị thức giác
với các vị ngủ mê nó cách nhau không có xa cách gì cả. Một là anh tỉnh ngủ, thế là anh thức. Hai thì anh chìm trong mộng vị, anh ngủ vùi, thế thì anh đang chìm trong giấc ngủ, thế thôi. Tỉnh và thức rõ ràng là nó không có cách nhau bao nhiêu thời gian cả. Thức là thức, ngủ là ngủ, thế thôi. Đó là ví dụ. Rồi chúng ta trở lại cái chuyện tu, chúng ta cũng thế. Buồn, giận, ghét, thương, phiền não, khổ đau, nó đang đè nặng lên tâm thức của các vị. Các vị không thể liễu ngộ được Phật Pháp thì cả một đời mình cứ buồn, cứ giận, cứ ghét, cứ thương. Từng đợt mây mù nó tràn về, nó đè, nó tràn ngập tâm thức các vị thôi. Thế nhưng mà khi các vị thể ngộ được một chút giáo lý thì các vị thấy là ngoài cái buồn, giận, ghét, thương triểu nặng lòng ta, ta còn một cái năng lượng đặc biệt hơn, mênh mông hơn. Nó là bản chất đời sống chúng ta, đó là cái nhận biết buồn, giận, ghét, thương. Và mình hiểu điều này, tin chắc điều này, thăm dò vào điều này, sống với điều này, có kinh nghiệm ít nhiều, thì thưa các vị, khi buồn, giận, ghét, thương đến, các vị quên thì các vị là buồn, giận, ghét, thương. Nhớ thì các vị là người thấy buồn, giận, ghét, thương đang đi ngang qua. Thế thì sai rồi. Ta chấm dứt buồn, giận, ghét, thương sai rồi. Nhanh như chớp mắt, không có khoảng cách của thời gian, không gian gì cả. Rõ ràng là một là quên, hai là nhớ, chứ không có chuyện khó hay dễ ở đây. Một là quên hay là nhớ, chứ không có cái chuyện là làm Phật khó. Không có chuyện đó, dễ vô cùng. Anh cảm thấy đời sống anh cần một chút hương vị của buồn vui để nhẫn nhơ trong cõi sinh tử, thì anh cứ buồn và giận, anh giận chìm đời anh trong đó thôi. Còn anh cảm thấy chán nó quá, không thích nữa, cái trò chơi buồn giận ghét thương này nó đã hành hạ đời mình nhiều quá rồi, bây giờ mình phải chấm dứt nó thôi. Thế thì mình là người nhận biết buồn giận ghét thương, thì ngay tức khắc các vị đoạn trừ được phiền não lậu hoặc liền. Ngay tức khắc mình là người thức giấc. Trong cơn mộng mị, thưa các vị, có thể các vị thấy cọp rượt, các vị thấy người ta dẫn các vị ra pháp trường sửa soạn xử trảm, hoặc các vị thấy là người này chết, người kia khổ, mình đang sắp mất con, mình sắp mất chồng, sắp mất vợ, thảm thương gia đình mình vô cùng. Thế nhưng bất chợt các vị thức giấc rồi thì những cái khổ đau hoàn hoại của giấc chiêm bao tự nhiên nó chấm dứt liền thôi. Có phải vậy không? Đời sống chúng ta, thưa các vị, là một loại chiêm bao nhưng mở mắt. Mọi người cùng chiêm bao giống như ta, cho nên ta nhận diện cuộc đời y như nhau. Còn chiêm bao là một loại chiêm bao nhắm mắt, nó có cái cảnh trí khác nhau thôi. Còn chiêm bao giữa trần thế này là chúng ta đang mở mắt, đang sống. Nhưng mà vì nhiều người cùng chiêm bao như ta, cho nên ta thấy nó rất là thật. Nhưng mà thực tế là đang chiêm bao đó. Một loại là chiêm bao nhắm mắt ngủ, một loại là mở mắt thức mà chiêm bao, thế thôi. Và các vị thức được một tầng nữa, đó là các vị quay lại nhìn nhận ra thân này vốn không phải là ta, vui buồn vốn không phải là ta, suy nghĩ thầm thì vốn không phải là ta. Ta là cái nhận biết những thứ ấy. Và sở dĩ mình chưa thể thâm đạt được điều này sâu là do vì năng lực tu mình còn yếu, mình chưa sống được với cái năng lực nhận biết này nhiều. Bao giờ mình sống được với cái năng lực nhận biết này thâm sâu á, thì thưa các vị, tự nhiên đời sống các vị bừng sáng, các vị sẽ không còn mở mắt chiêm bao nữa. Các vị là người tỉnh niệm, lúc nào cũng an trú ngay nơi trạng thái tâm Phật bất động của chính các vị. Thế thì các vị nhìn ra một điều là thân này là cái của tôi mượn nó có mặt trong hành tinh này, và cái tên này để cho tiện dụng giữa nhân gian thôi, chứ thực ra tên không phải là tôi. Tại vì nếu không có cái tên thì người ta không biết gọi anh bằng gì, không biết phải xử sự với anh ra sao, không biết làm sao để mời được anh đi ăn cơm, cho nên phải đặt cho anh cái tên. Và khi mình ngộ ra được điều này thì thưa các vị, danh nó tự rơi, phiền não khổ đau nó tự rơi, chấp trước tự rơi, vui buồn tự rơi. Bây giờ ta an trú ngay nên trạng thái tâm Phật bất động thì thưa các vị, chỉ còn lại thuần một trạng thái tâm bất sinh bất diệt thôi. Con đường có thể nó dài, trải qua hà sa kiếp, do vì chúng ta chưa từng một lần nghe chánh pháp của Đức Phật để liễu ngộ được điều này. Thế nhưng mà
khi các vị mở được con mắt pháp, liễu ngộ được điều này, có niềm tin với Thánh giáo Đức Như Lai, con đường không còn xa nữa. Tại sao nó không xa? Ta có điều kiện để tỉnh giấc mơ rồi đó, thế mà chưa chịu tỉnh thôi, cứ thích chìm trong cơn mơ. Tại vì mọi người cùng ở trong cơn mơ với mình, cho nên mình cũng ở trong đó cho vui. Chứ còn thực tế thì thưa các vị đã có được con đường để tỉnh được giấc mơ, để thấy thân vô ngã, buồn vui vốn không, tâm thức sinh diệt vốn bồng bềnh. Và tất cả những cái ấy thưa các vị nhìn cho sâu, nhận cho kỹ, lý giải cho rõ ràng, có niềm tin chắc chắn, thì các vị sẽ tin được ta vốn là tâm Phật bất động, ta vốn là cái nhận biết rạng ngời tỉnh sáng thôi. Và tri và hành hai cái nó dính liền với nhau nè. Mình ngộ được sâu, con đường hành trì mình nó nhẹ, thể nghiệm được thân vốn là vô ngã cho sâu sắc rồi, thì tự nhiên phiền não khổ đau nó dính mình cũng không được đâu, nó rơi rớt nhẹ thôi à. Huống nữa là những cái phụ tùng của cái ngã này, tất cả những cái phụ tùng cái ngã tự nhiên nó nhẹ dần, lỏng dần. Có nhiều người xuất gia tu, có nhiều khi mình nói rồi nó đụng chạm nhau rất là nhiều. Ví dụ như mình ở trong một cái tập thể tăng già, nhiều người tu thưa các vị, lỡ một câu thôi là họ nói điều này xúc phạm thôi, cũng mất ăn, cũng mất ngủ, nó rất là vô lý. Và đôi khi mình nhận ra là có khi người Tây Phương cái chuyện không đáng gì mà họ nói xúc phạm nặng nề họ. Còn đối với người Việt mình thấy chuyện đó vậy như đâu có gì đâu, nghiêm trọng, nó nói xúc phạm, mất ăn, mất ngủ như vậy. Điều này mình nói thiệt, tại vì mình nghe quý thầy cô người Tây Phương, cái từ xúc phạm nó rất dễ xảy ra. Và nói một lời, làm một việc, họ cảm thấy cái điều đó tổn thương họ vô cùng, xúc phạm họ vô cùng. Trong khi với mình thì mình thấy cái chuyện nó dễ không mà có gì đâu, xúc phạm, không xúc phạm. Thở cái khì cái là hết, buồn giận theo hơi thở bay đi. Nhắm mắt ngủ giấc, buồn giận cũng theo hơi thở bay đi. Thế mà có những người nói điều đó tổn thương họ, làm họ giận, họ buồn mất mấy ngày luôn. Và trong khi đó thì thưa các vị, chỉ cần mở con mắt pháp, học một chút lời dạy của Đức Như Lai thôi, nếm hương vị Thánh giáo của Phật thôi, các vị nhận diện được năm uẩn vốn không là tự nhiên các vị tỉnh ngủ rồi, không có cái gì khó hiểu cả. Và giáo lý Đức Thế Tôn sáng bừng trước mắt chúng ta, từng trang kinh đang đợi chờ các vị thăm dò vào. Các vị đọc một trang kinh, thấy lời Phật dạy rõ ràng là rất dễ hiểu và rất dễ thực tập. Và chúng ta có chịu thực tập hay không thôi, có chịu nhìn với Đức Thế Tôn nhìn hay không thôi. Trong khi đó cái điều Đức Phật nói rất là thật, chứ không có tô vẽ gì cả. Năm uẩn vốn không rất là thật, nhìn coi năm uẩn vốn không. Và nhìn thấu đạt được điều này là thấu đạt luôn tam đại thánh điển của Phật. Và Đức Thế Tôn có vận dụng muôn nghìn cách cũng làm cho các vị thấu đạt được cái gì là giả, cái gì là thật thôi. Các vị nhìn cái gì mà nó không trường cửu, cái gì mà nó sinh diệt đến đi mất còn thay đổi, cái đó vốn là cái giả. Cái gì là không sinh diệt đến đi luôn có mặt, luôn hiện diện cùng các vị, cái đó là thật. Và mình tu là mình tìm cách thật chứ. Cái gì không sinh không diệt nơi các vị tìm, các vị gặp được, các vị sống được, gọi đó là người ngộ đạo. Sống liên tục không có rời một phút giây nào cả với cái trạng thái tâm bất sinh bất diệt thì gọi là người chứng đạo, hay là chứng niết bàn, hay là đạt đến kim căn địa, chứ có gì lạ đâu. Mình nghe những cái từ đó rồi mình tưởng nó nạm vàng, chứ đâu phải. Từ đó rất là bình thường, không có vàng bạc gì trong đó cả, giản dị vô cùng. Các vị đem nó vào bên trong tự thân của các vị, trong tâm thức của các vị, trong từng phút từng giây hơi thở chúng ta để tu tập, thì chúng ta thành đạt con đường niết bàn thôi. Tu không có khó gì đâu, mà tại mình vẽ vời ra đủ thứ chuyện, thực tế là không có khó. Mà thưa đại chúng, là thấy 4 giờ là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và xin mời các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.
trước khi đứng lên.